Xin chào mọi người đến với kênh YouTube Nông Dân Làm Giàu. Thì đây là một trại bồ câu nhỏ trong một cái khu mà mình làm cho khách nha mọi người. Đây là những cặp chim bồ câu Titan siêu thị của Thái. Toàn bộ của nó là chim bồ câu đang sinh sản nha mọi người. Và trại mình đẻ tốt như thế nào thì khi đi thì mình đánh dấu đúng cặp đó, để cho đến nhà khách ấy, thì nó đẻ thật tốt. Và có nhiều người hỏi mình là nuôi chim bồ câu á thì làm sao để đạt được tiền tỷ nhá. Đủ chú, Thì có vừa đủ không? cái câu để Nhiều trả lời cái câu nhiều hỏi không? này cho mọi người ấy, thì mình sẽ giải Bữa đáp mới vô một cắt mì số ở những cái đây. yêu cầu sau đây. Đối với cái trại nông dân làm giàu của mình á, thì nuôi chim bồ câu thì mọi người cũng biết rồi, ở Việt Nam mình thì kênh của mình rất là nổi tiếng ở trong cái nghề nuôi chim, cũng như là chỉ có một mình kênh mình là độc quyền nông dân làm giàu thôi. Thì để đạt được cái lượng tiền mà mình nuôi chim bồ câu á, thì trước tiên mình phải có một cái cặp giống chất lượng cái đã. Thì từ những cái cặp giống chất lượng này á, thì nó mới có thể đẻ ra tiền cho mọi người. Tại vì chim bồ câu á, cái vòng đời của nó mọi người nó rất là dài, mình có thể nuôi được hơn 10 đến dao động khoảng 12 đến 13 năm trong một chu kỳ một cặp bố mẹ. Thì chính vì vậy cái vòng đời nó lâu nên mình có thu rất là nhiều. Nên mình phải hiểu làm sao cái tập tính của nó để mình ép nó đẻ thật nhiều. Như ở trại của mình á, là mình đang ép nó đẻ tầm khoảng 25 đến 30 lứa trong một năm đối với một cặp. Và chim bồ câu khoảng 25 ngày là phải trên năm lạng hết rồi. Hầu như khoảng trên 90% chim bồ câu con của cái dòng chim bồ câu Titan Thái siêu thịt này á, nó là đảm bảo trên năm lạng hết. Và khi mà đi ra thị trường á, thì được rất là ưa chuộng. Chính vì vậy để đạt được cái số lượng tiền 1 tỷ trong một năm đi, thì mình phải có một cặp giống chất lượng. Cái thứ hai á, mình phải có số lượng đàn. Số lượng đàn ở đây là cặp chim bồ câu bố mẹ và chim bồ câu hậu bị, là cái dòng tầm khoảng 2 đến 3 tháng tuổi. Thì mình có những cái phân khúc đó, đặc biệt là chim bồ câu ra ràng, là nó giúp mình gọi là xoay chuyển được vòng tiền, dòng tiền của mình rất là nhanh. Và bây giờ mọi người cứ thử thử đi ăn ngoài nhà hàng đi. Một con chim bồ câu quay có nơi nó bán tầm khoảng 250 đến 300 ngàn một con chim bồ câu quay ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi. Mọi người thấy kinh khủng không? Và cái thị trường chim bồ câu rất là rộng mở. Và nuôi chim bồ câu á, mà để đạt được tiền tỷ á, thì đó là một cái con đường phải học hỏi rất là nhiều. Ở trại nông dân làm giàu của mình á, thì mình chia sẻ kinh nghiệm để cho mọi người nuôi chim bồ câu này, cũng như là cái cách mọi người có thể nhân đàn luôn, mọi người chủ động nhân đàn luôn, và mình không có giấu giếm những cái điều này nha. Và chim bồ câu này được một cái hay là không bị bệnh nha mọi người. Cái dòng này nó cực kỳ là khỏe, là vậy cứ 6 tháng mình sổ giun cho nó một lần thôi. Và môi trường sống mọi người phải là không có muỗi là được, phải xịt muỗi thường xuyên. Còn đâu là tất cả mọi thứ là nó sinh trưởng và phát triển ở trong cái lồng 50 vuông của nó. Và quay trở lại vấn đề để đạt được tiền tỷ một năm thì nó dựa vào nhiều yếu tố lắm mọi người. Trong đó cái yếu tố mà quyết định là cái yếu tố của chủ trang trại nha. Cái kinh nghiệm mà chủ trang trại làm được để ép con chim bồ câu này nó đẻ thật nhiều. Và chính vì đẻ thật nhiều nên mình sẽ có nhiều cái phân khúc chim. Như mọi người thấy những cặp chim bồ câu bố mẹ giống ở trại mình đây không? Rất là đẹp này. Đây mình giao cho khách toàn những cặp chuẩn nhé. Về là đẻ lên nhé. Chứ không có chuyện là không đẻ đâu, đẻ lên ngay lập tức. Ở trại mình hiện tại là đang có phân khúc là chim bồ câu hữu cơ. Nó dành cho cái phân khúc mà những người hay thích thực phẩm organic ạ. Thì mai mốt mình sẽ chia sẻ cho mọi người là chim bồ câu hữu cơ thì là nó như thế nào. Nó phân khúc hạng sang hơn là chim bồ câu bình thường nha. Tuy nhiên cái trọng lượng của nó vẫn bằng cái trọng lượng chim bồ câu mình nuôi bình thường thôi. Nhưng mà organic thì mình cho ăn bằng cái thức ăn khác nha. Và cái này là cực kỳ còn bổ dưỡng hơn đó. Nó là thực phẩm sạch đó mọi người.
thì từ những cái phân khúc đó thì mình sẽ có cái giá thành sản phẩm, mình có nhiều cái phân khúc mình sẽ kiếm được dòng tiền nó nhiều hơn. Và ở trại mình á, là có nghĩa là cung cấp mà tư vấn cho mọi người từ A đến Z chim bồ câu, cũng như là cái cách nuôi chim, cũng như là cái cách có thể kết nối để có cái đầu ra sản phẩm nó như nó hợp lý. Ở trại mình hiện tại là đang bao đầu ra luôn cho người nuôi nha, nên là mọi người nuôi chim bồ câu không cần phải có lo đầu ra nữa. Nếu mà tự kiếm được đầu ra cho mình thì quá tốt, còn nếu không lo được đầu ra thì cái đầu ra ở trại mình luôn rộng mở. Và mình nói thiệt với mọi người, với cái đầu ra ở trại mình á, mình luôn lấy giá cao hơn rất nhiều so với những cái một số nơi nha. Đây là mình nói một số nơi, cao hơn rất nhiều một số nơi. Không bao giờ mình lấy giá thấp. Và đặc biệt là mình có ký hợp đồng với bà con nông dân luôn. Và mình phát triển lên hợp tác xã để cùng nhau làm giàu sao cho nó bền vững đó mọi người. Để làm sao chúng ta cùng nuôi chim bồ câu và win-win. Nhà hàng khắp cả nước Việt Nam mình bây giờ chim bồ câu thị trường rất là rộng mở. Và mình nói thiệt chứ cái việc nuôi chim bồ câu này nó dễ lắm mọi người. Nó dễ và mình có nhiều thời gian rảnh để mình làm mọi thứ. Như là nuôi chim bồ câu cái tầng không đáy này thì khoảng có khi cả năm mình mới dọn phân một lần. Đấy mọi người thấy, một ngày cho ăn chim ăn bồ câu hai lần thôi. Ngoài ra để tưng nó sinh sản và phát triển, mình không có can thiệp. Cái hay là chim bồ câu này nó không bị bệnh nha, 6 tháng rồi một lần thôi, cực khỏe. Còn mình nuôi những con khác là khó lắm mọi người. Như bây giờ gà nuôi heo, mình thấy có nhiều nơi giá thành của thức ăn cao hơn cả so với mình nuôi ra một con gà. Chính vì vậy người nông dân gặp khó, mà đặc biệt gà đôi khi nó gặp dịch đó, dịch bệnh. Còn chim bồ câu này mình chưa bao giờ, mọi người có thể tìm hiểu trên báo chí, chưa bao giờ có tình trạng mà dịch ở con chim bồ câu. Vậy mới nói là cái sức đề kháng của con chim bồ câu này nó khỏe cỡ nào. Cũng chính vì vậy nên cái chất lượng thịt con chim bồ câu ra ràng nó đỉnh là như vậy. Một con chim bồ câu ra ràng giá trị bằng 9 con gà mà. Đây là trại chim bồ câu 100 cặp mình làm cho khách nha. Và ở đâu cũng vậy, mình đi đến đâu thì mình cũng đều muốn là mình sẽ phối hợp để mọi người có thể phát triển cùng mình. Anh em nào mà có nuôi ok, đảm bảo tốt những cái quy trình thì mình sẽ cho làm chi nhánh luôn ở khu vực đó. Thì mai mốt chim mình cho giao chim ở đó luôn. Nên là mọi người rất là vui, mọi người rất là vui mừng và mọi người rất là thích hợp tác với kênh nông dân làm giàu của mình là vậy á. Còn ở khu vực phía Nam này thì hầu như là trại nông dân làm giàu của mình là phân bổ rất nhiều nơi. Từ cái lồng đây mọi người thấy cái lồng anh em cũng đi bóng này, bán ăn đồ để hệ thống nước tự động này, tất cả mọi thứ luôn. Là chỉ có cám thôi, cám là mình không sản xuất thôi, còn tất cả mọi thứ là trại nông dân làm giàu mình làm hết đó mọi người. Còn cám thì hiện nay trên thị trường có nhiều loại cám lắm. Và bắp nữa, bắp ở trại mình tự trồng luôn. Đấy nên là mình tự chủ được rất nhiều thứ. Và đến đâu thì mình cũng truyền đạt kinh nghiệm để cho mọi người nuôi chim bồ câu làm sao cho nó thành công. Và tính trung bình thì cứ 100 cặp thì mình sẽ lời được khoảng từ 5 đến 6 triệu nha mọi người nha. Cái bài toán này là mình tính rất kỹ rồi nha.